Chào khách hàng đến với kênh YouTube Nhà đất Hoàng Tiến, chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Cũng như trên hệ thống Zalo, Facebook và Fanpage Nhà đất Hoàng Tiến.vn. Buổi chiều tối ngày hôm nay, Nhà đất Hoàng Tiến xin gửi đến cho khách hàng một bộ đôi căn nhà được thiết kế rất là đẹp, nằm trên trục đường Phan Huy, phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực phía bên ngoài của căn nhà mình. Cũng như căn nhà mình thì đang có diện tích là ngang 4m2 và độ dài là 13m. Đúc kiên cố là một trệt một lửng và ba lầu. Công năng sử dụng của căn nhà mình có khoảng sân phía bên ngoài chuẩn bị được làm cổng, gara để xe hơi, phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, cũng như phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau. Hướng của căn nhà mình là hướng chính bắc, phù hợp cho khách hàng thuộc mệnh Đông Tứ Trạch. Cũng như mình sẽ chiếu sơ qua cái con đường trước nhà để khách hàng cùng tham quan. Thì con đường trước nhà căn nhà mình có một cái gara xe ở kế bên. Cũng như mình sẽ chiếu lại cái con đường, có một con hẻm một trục để mình có thể là vừa mở văn phòng công ty như kinh doanh ở tất cả các loại ngành nghề. Thì mình có con đường ở trước nhà chuẩn bị được rải nhựa. Rồi bây giờ mình sẽ trở lại với lại mặt tiền chính của căn nhà và di chuyển vào khu vực bên trong để giới thiệu cho khách hàng về một căn nhà đang có một cái giá rất là mềm, chỉ có 5 tỷ 950 triệu đồng. Còn thương lượng mạnh là quý nhà có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà được thiết kế rất là đẹp này. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong. Thì phía bên ngoài mình sẽ có một khoảng sân chuẩn bị, đây sẽ được anh chị chủ nhà làm cổng cho gia đình mình. Kế tiếp là mình sẽ có một bộ cửa 4 cánh được làm từ chất liệu bằng gỗ cam xe, rất là đẹp và chắc chắn để bảo vệ cho căn nhà của mình. Và di chuyển vào khu vực bên trong thì mình sẽ đến với lại khu vực không gian phòng khách của căn nhà. Thì sàn nhà mình được lát gạch đá bóng kính 80, hai bên thì mình được ốp gạch đá cao lên khoảng 1,5 m, và phía bên trên thì mình có hai bên hai bức tranh, và phía bên trên mình có hệ thống trần thạch cao, hệ thống đèn chùm rất là đẹp. Đây là khu vực không gian phòng khách chính trệt của căn nhà. Và nếu như nhà mình có xe hơi thì mình có thể để dưới khu vực ở dưới tầng trệt này. Thì mình sẽ rời phòng khách lên phía bên trên tầng lửng của căn nhà. Cũng như phía bên dưới này thì mình có thể để được tất cả các loại xe hơi vào bên trong căn nhà. Và chỉ với giá hơn 5 tỷ một chút xíu là quý nhà có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà nằm trên một cái con hẻm một trục thuộc đường Phan Huy, phường 12 của quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Một căn nhà mới được xây dựng xong, cũng như mình có con hẻm một trục. Và tiếp đến là mình sẽ di chuyển ra khu vực phía sau, là khu vực không gian phòng bếp của căn nhà. Thì phía bên ngoài mình sẽ đến với là khu vực không gian cầu thang căn nhà mình. Thì cầu thang, trụ cầu thang, tay vịn cầu thang mình được làm bằng gỗ cam xe và mặt đá hoa cương. Phía bên dưới cầu thang mình sẽ có một con nấm bộ khô, cũng như đối diện cầu thang mình cũng có một cái bức tranh rất là đẹp. Và di chuyển là khu vực phía sau là khu vực không gian phòng bếp căn nhà. Thì tủ bếp, kệ bếp căn nhà mình được làm bằng gỗ sồi, và mình sẽ có khoảng không gian để tủ lạnh khá là rộng. Đây là khu vực không gian phòng bếp căn nhà mình. Và khu vực ở dưới tầng trệt này thì mình sẽ có một cái nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh này phục vụ cho khu vực không gian phòng khách, phòng bếp và garage xe hơi ở bên dưới của căn nhà. Tiếp đến là mình sẽ di chuyển lên khu vực tầng lửng của căn nhà để giới thiệu cho khách hàng. Thì quý khách hàng đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với lại gia đình mình
Thế nên anh ta liên hệ về theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được nhà đất Hoàng Tín đón khách hàng đi xem, cũng như để khách hàng có thể sở hữu cho mình một căn nhà chỉ với giá hơn 5 tỷ một chút xíu, là mình có thể sở hữu một căn nhà mới được xây dựng xong cuối năm 2020, nằm trên trục đường Phan Rí, và mình có một cái con hẻm một trục, với thân là vừa ở mở văn phòng công ty cũng như kinh doanh buôn bán. Đây là khu vực không gian tầng lửng của căn nhà. Nếu nhà mình có xe hơi, mình để dưới khu vực ở dưới tầng trệt thì phòng khách mình sẽ được dời lên phía bên trên tầng lửng của căn nhà. Cũng như bây giờ mình sẽ di chuyển lên khu vực lầu 1, mình sẽ đến với là khu vực phòng ngủ số 1 và phòng ngủ số 2. Thì quý khách hàng đang xem video hãy nhớ đăng ký kênh để được nhà đất Hoàng Tiến luôn cập nhật những cái sản phẩm mới nhất với nhiều mệnh giá khác nhau để cho khách hàng lựa chọn. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong không gian phòng ngủ của căn nhà. Thì toàn bộ cửa trong căn nhà mình được làm bằng gỗ cam xe, và sàn nhà mình được lót gạch đá giả gỗ. Cũng như mỗi lầu là mình sẽ có một cái nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh khá là rộng thì mình phục vụ cho khu vực phòng ngủ số 1 và phòng ngủ số 2. Nhà vệ sinh mình có cửa mở ra bên ngoài lấy gió và ánh sáng rất là thoáng và rất là mát. Cũng như nhà vệ sinh mình thì được ốp gạch cao lên kín tường, rất là sạch sẽ, và có vách ngăn tấm kính. Khi gia đình mình tắm sẽ không sợ bị trào nước ra phía bên ngoài. Đây là khu vực không gian phòng ngủ số 2 căn nhà mình. Một căn nhà nằm trên trục đường Phan Rí, phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Và căn nhà mình thì nằm trên con hẻm một trục thuộc đường Phan Rí, và chỉ cách đường Phan Rí khoảng 25m thôi. Cũng như căn nhà này thì mới được xây dựng xong và chỉ với giá hơn 5 tỷ là quý nhà có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà vừa ở vừa mở văn phòng công ty, cũng như mình mua đầu tư cho thuê. Đây là khu vực không gian phòng ngủ số 3 của căn nhà. Phòng ngủ căn nhà mình được thiết kế rất là rộng. Với mỗi lầu mình chỉ có một cái nhà vệ sinh. Tiếp đến là mình sẽ di chuyển lại khu vực phòng ngủ số 4 của căn nhà. Thì mình sẽ nhắc lại là căn nhà này nằm trên trục đường Phan Rí, phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Cũng như căn nhà mình thì nằm trên cái con hẻm một trục thuộc đường Phan Rí, và căn nhà mình thì đang có diện tích là ngang 4m2 và độ dài là 13m, được xây dựng hết đất, và căn nhà mình thì được thiết kế một trệt một lửng và 3 lầu. Công năng sử dụng căn nhà mình có sân để xe máy phía bên ngoài, gara để ô tô bên trong, phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ và 4 nhà vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau. Hướng của căn nhà mình là hướng chính bắc, phù hợp cho khách hàng thuộc mệnh đông tứ trạch, và chỉ với giá 5 tỷ 950 triệu đồng. Còn thương lượng là khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một trong 2 căn nhà mới được xây dựng xong cuối năm 2020 này. Đây là khu vực phía sân trước của căn nhà. Mình sẽ có một cái khoảng sân, và khoảng sân này thì mình sẽ có một cái phòng thờ phía trước, như khoảng sân phía trước. Và di chuyển lại khu vực phía sau thì mình sẽ có một cái sân phơi phía sau căn nhà. Rồi, video nhà đất Hoàng Tiến đến đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý khách hàng trong những video tiếp theo.